Ok bạn ha, giờ mình đi đảo lại cái con đường mà cây đổ nhiều nhất, đếm thử xem là có bao nhiêu cây đổ nha các bạn. Các bạn cùng với cả mình đếm xem có bao nhiêu cây đổ nha các bạn. 3 cây, 4 cây, 3 cây liên tiếp luôn nha các bạn nha. Trời ơi, cái cây này siêu to khổng lồ mà ngã luôn mà. 16, 17. Và tôi zip này, tôi biết thừa. Bão Nauru. Đặng cả bó hao. Ơ, giờ này em ốm không? Chơi đùa ít thôi. Xong em, anh vòng lại em kêu là mày thằng điên nào đây. Vãi đã, nó còn chửi mình nữa anh em. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Hiện tại đang là 20 sáng ngày 28 tháng 9 năm 2022 và mình đang ở tâm bão của Nauru, đó chính là thành phố Đà Nẵng. Mình sẽ quay tình hình Đà Nẵng cho các bạn xem nha. Ở đây là phía bên trong nè. Đây là mình đang đi vào trung tâm của Đà Nẵng nè, mấy quận trung tâm á, được gọi là quận Hải Châu á các bạn. Là hai bên nè. Hồi sáng đường cái đường này là như vậy là do là các anh đã dọn bớt đi rồi đó, các anh bên cây cảnh bảo vệ môi trường á, là các anh đã dọn bớt đi rồi đó, mới đi được như này á, chứ không thôi là cây phủ hết à. Đó, như đằng kia có một cái cây các bạn thấy không, trong giấc này tạnh bão rồi, đỡ bão rồi, giấc này mọi người đi phát khóc một hậu quả đó, nguyên một cái cây ngã ra đường luôn, nguyên một cái cây to như thế này ngã ra đường, rất là sợ luôn. Mà xung quanh cây to nhiều lắm nè. Ủa? Đây lại có cái cây trắng nữa rồi. Ngoài đường cực kỳ dơ luôn. Ủa sao dơ đó? Các bạn nhìn có ra Đà Nẵng không các bạn? Thật sự bão rất là kinh khủng luôn, gió thổi rất là mạnh luôn á. Đúng là chỉ có cây dừa mới trụ nổi thôi, nãy giờ mình vẫn chưa thấy cây dừa nào bị ngã cả. Xuất sắc quá dừa ấy. Ra mình quay biển cho các bạn xem nè. Ok, mời các bạn ra biển với cả mình. Trời ơi, bên kia ha, các bạn thấy không? Siêu xe là đậu vô hết trong cái nhà hàng hải sản đó rồi. Đây là biển của chúng ta, biển Đà Nẵng. Quá bão luôn các bạn ơi. Cát thổi các bạn, biển thổi cát vô mắt đau quá. Chết rồi. Nói chung rất là mát luôn. Ở biển này thì chỉ có gió thôi chứ không có gì cả, cho nên cũng không sợ. Nè mấy bạn thấy cát bay không? Đó, thổi cát bay dèo dèo vậy luôn. Xe của mình thì lá cây văng đầy hết trơn. Mình không thể nào quay mặt ra đó được, bởi vì là quay mặt ra đó cát thổi vô mặt, cát thổi vô mắt, không thể nào quay ra được luôn á. Đây là biển nè các bạn. Biển Đà Nẵng, bão Nauru. Nước ngoài người ta vẫn đi dạo biển bình thường. Nói chung là biển ngay đây rất là mạnh luôn, không có ai dám tắm cả. Ai mà tắm nữa mình cũng lại cái đó. Ở dưới đây cô gái. Đúng là có người ra là người ta sẽ ra theo. Ra đây quay gái cho anh em xem. Cái này là chị rồi, không phải em nào tươi tươi rồi.
ghe nhìn không rời mắt luôn. Đi tiếp nha bạn, giờ này chúng ta sẽ đi coi những cái cây bị đổ. Thôi cả đêm qua tới giờ là vô thành nhiêu đây á. Mình nhai cát cho bạn nghe luôn á, thấy không? Sột sột sột. Ok bạn ha, giờ mình đi đảo lại cái con đường mà cây đổ nhiều nhất, đếm thử xem là có bao nhiêu cây đổ nha các bạn. Theo các bạn dự đoán thì có bao nhiêu cái cây đổ trên một cái con đường Võ Văn Kiệt này. Đây, bọc vào vòng xoay cái là đầu đường Võ Văn Kiệt nha. Các bạn cùng với cả mình đếm xem có bao nhiêu cây đổ nha các bạn. Thì thực sự mà nói cây đổ rất là nhiều luôn. Đấy, đầu tiên vào là một cây này. Đấy. Đấy nha, tính bắt đầu từ gốc này nha. Một cây. Rồi, tiếp theo. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Ba cây liên tiếp luôn nha các bạn nha. Ba cây liên tiếp ngã luôn. Bốn rồi, năm cây. Năm cây rồi. Đây nè, sáu cây. Sáu cây, bảy cây. Cây này là tám cây. U là trời, ngã, phải nói là ngã hàng loạt luôn á các bạn. Tám cây rồi, chín cây. Mình tập trung chạy xe cho nên là có gì sai sót các bạn đếm lại cho mình nha. 9 cây nè, 9 cây ngã rồi. Trời ơi ngã quá trời luôn con đường này. Nhưng mà được cái con đường này lớn cho nên là cũng đỡ. 10 cây. Trời cái cây này siêu to khổng lồ mà ngã luôn rồi bạn. 11 cây. Người ta phát bớt cành đi rồi đó chứ không thôi là ấy lắm. 11 cây, 12 cây, 13 cây, 14 cây, 15 cây. Mấy cây nhỏ nhỏ là ngã hết. 16 cây, những cây này cây lớn nè, 16, 17. Trời ơi, ngã đè mà gãy cái cục điện, cục đèn luôn kìa. 18, 19, 20, 21. Trời, một con đường thôi á các bạn, một con đường mà nhiêu đó cây đó. 22, 23, 24, 25, 26, 26. Ôi cũng biết lựa số ngã ghê trời, 26 cây. Mãi lọc. Rồi mời các bạn đến với hình ảnh của cầu rồng sau cơn bão Noru đi qua. Đẹp không các bạn? Vẫn rất là đẹp, vẫn rất là hiên ngang. Không có hề hấn gì cả. Ở cầu rồng ở trên đây là không có trồng hoa hòe gì hết á. Là các bạn hiểu lý do tại sao ha? Tại vì là trồng bão, mỗi lần mưa bão là bay hư hết, ảnh hưởng tới mỹ quan. Để như vậy lại đẹp. Đó. Đường sạch o láng bóng luôn các bạn. Có nghĩa là không có một cái lá cây nào ở trên này luôn, rất là đẹp luôn. Còn nhìn xuống dưới nè. Nhìn xuống dưới là sông Hàn. Đó các bạn ha. Đây là hình ảnh sông Hàn nha các bạn. Nước dâng rất là cao luôn. Đây là cầu rồng nè, đẹp không? Bên kia là cầu sông Hàn á. Còn xa xa bên kia là cầu Trần Thị Lý. Đây là nước sông nè. Nước sông thì đen kịt luôn rồi. Đây. Nước sông. Lục bình trôi. Mấy viên gạch này là làm sao mà ấy được đây ta? Từ đâu mà bay ra đây ta? Các bạn, mấy viên gạch này nè, từ đâu mà thổi ra đây được hay vậy? Tại vì mình thấy lớp gạch này đâu bị chóc lên đâu, mà sao mấy cái viên này mà thổi bay đi được hay trời. Sức gió mà thổi lấy chân đá còn không đi được á trời. Mà gió thổi đi dèo dèo. Các bạn biết đêm qua khủng khiếp tới mức độ nào rồi à?
cái Đà Nẵng này nó bé vậy. Đà Nẵng bé vậy. Chào chị, cuộc sống của chị giờ này sao rồi chị? Đi buồn xấu lắm. Anh em nhớ ai không? Xấu lắm. Đại ca tôi đó anh em. Xấu lắm trời ơi. Đại ca của tôi đó. Anh mới ra được Hương Bảo rồi. Dạ con chào cô. Anh ra là Bảo. Con lần đầu được trải nghiệm Bảo miền Trung quá ghê gớm rồi. gì đâu mà sát sơ luôn á trời. Tương luôn á. Ủa rồi chỗ nhà trọ em sao? Vẫn ổn, em ở bên bé này. Chị mắc gì không ở nhà chợ hai đứa lại ra đây? Thì bọn em tình nguyện mà. Xem quán ấy, ý là trông quán. Trông quán. Đỡ kiểu nước nó nâng cao lên nó vào thì cũng ngăn nè. À, là cái quán này hả? Hai đứa làm quán này hả? Silver hả? Giờ đó là quán ba. Vài hôm nữa anh kéo 500 anh em tới đây chơi được không? Được, nhiều người khách vô đây nhận đây lắm nha. Vậy hả? Đương nhiên rồi, anh em là anh quay nét cho Đà Nẵng luôn rồi, không nhận ra nữa thì anh thôi. Anh về anh nhớ edit mắt em đỡ thâm nha. Em ngủ sớm đi. Em làm môi trường này vào đây ngủ sớm, anh khùng. Hai ngày hai đêm chưa ngủ nha. 5-6 giờ sáng mới ngủ không ạ? Sao có rảnh không, đi ăn sáng không? Ui bây giờ quán nào mở? Nhà anh. Ờ cái đó. Ôi giờ anh ở đâu? Phòng anh mở 24/24. Thôi đi, đừng có dụ. Yeah. Này là cũng mình sắp cái, đừng có dụ. Thôi. Cái số điện thoại rồi đi. Đây đây phòng điện thoại này, em cầm điện thoại này. Em nhớ rồi số anh đi. Số điện thoại là gì ấy nhỉ? Ai không, ơi, cho không. Em xin cái số điện thoại ấy nhỉ? Ê, cảm giác khi mà được gái xin số điện thoại nè. Ôi xin đâu? 0359 em ơi. 03 gì? 0359 053. Ủa mình 053. mình có dễ dãi quá không ta? Là xin cái là cho ta. Nhanh đi, cho đi đừng có chặn nữa, khổ quá. À, cơ hội chỉ đến có một lần duy nhất một thôi lần đúng không? Một lần thôi. Nào rảnh thì anh qua quán bar gặp em. Ok. Anh sẽ dẫn 500 anh em Grab tới. Ở đây mặc áo Grab có được vào không? Được, trời ơi. Được đúng không? Riêng quán thì không biết chứ em là em lớn mặt với anh lắm rồi. Em biết Grab của anh lắm rồi. Em vẫn xem mà. Yeah. Thôi anh đi tiếp rồi. Ok anh, có gì thì gọi em. Bye bye bé. Yeah. Bé có thể chào mọi người kênh anh không? Xinh không? Có cần... Xuống chụp tấm hình thumbnail rồi. Có cần về quay YouTube không? Ủa cô là cũng mở quán hả cô? Chủ quán. Đây là chủ quán. Phải nhắc đây này. Cô là người trong quán luôn, cô ở trong quán luôn. Cô, chết. Cô cầm cái này giùm con coi. Cái. Dạ. Cầm thì quay đúng lúc mà bố. Đây, anh chị cô nè. Đây, cô cầm cái này ha. Cầm xa xa ra dạ. À được rồi. Đây cho con với mấy đứa nhỏ ở trong khung hình là được nha. Ừ. Dạ. Cô nhờ anh chụp nha cô. Vô. Vẫn đôi dép này tôi biết thừa. Bảo Naru cô cứ để vậy là được, về con cắt hình ra sau. Buổi sáng Bảo Naru thật là đẹp. Sao mấy đứa ăn gì mà mấy đứa xinh quá vậy? Anh có thấy giờ này em ốm không anh? Hả? Anh ơi, giờ này em ốm không? Chơi đùa ít thôi. Rồi, à, cảm ơn cô nhiều. Thôi thì con đi đây, hôm nào có dịp ảnh không ghé nha. Thật là có duyên là đang nhỏ quá. Đang ăn nhau vậy. Đang chạy ở trên kia kìa. Đấy, xong mình chạy một cái vèo, bình thường là mình chạy một cái vèo đi rồi. Xong là nói chung con mắt mình lúc nào nó cũng dính vô gái hết rồi. Cứ mình cứ thấy gái là mình phải nhìn. Cho nên vãi đại, nó còn chửi mình nữa anh em. Nói chung bye bye nha. Anh em thấy Đà Nẵng này bé không? Mình chạy mình không ngờ mình gặp Vi luôn á anh em. À
ảo ma thật sự. Mình chạy một cái vèo à, nhưng mà con mắt của mình á, cứ thấy gái là mình nhìn, cứ thấy gái là mình nhìn. Mình nhìn là rồi chàng bé vì mình quay đầu lại. Ok anh em ha. Thì tiếp theo là đến cái đoạn gì đây. Ê mọi người ra đây chụp hình rất là nhiều nè. Ở đây có cả phóng sự hay sao á. Người ta chạy xe lên không vậy? Giờ mình để xe dưới ta. Mình để dưới đi tại vì cấm vỉa hè mà. Rồi mấy bạn biết sao không? Đậu ở đây á là sợ cây dừa nó ngã vô. Còn ở đây là bãi đất trống, không có cây, đậu xe sẽ an toàn hơn. Hi. Bên nhà đài đó bạn. Đằng xa xa là tượng Phật Quan Thế Âm á. Sóng biển nè. Mất hồn chưa? Không có gái anh em ơi, gái trốn hết rồi. Dọn đi chứ để chạy cát nhà dễ trơn lắm. Kiếm em gái nào tôi xuống tôi phỏng vấn cảm nhận bảo cho anh em xem mà nãy giờ không thấy. Giờ mình sẽ lên một cái điểm mà mọi người rất là thích từ đó ngắm thành phố Đà Nẵng. Đó chính là chỗ gần chỗ tượng Phật đó các bạn. Điểm đó điểm rất là nổi tiếng luôn. Nói chung là bé kiểu sáng mặt mộc á, cho nên mình cũng không có quay nhiều, bé ngại. Nhưng mà anh em thấy mặt mộc của bé Vi sao? Xinh không? Bé da hơi ngâm ngâm nhưng mà nhìn nó khỏe khoắn lắm. Với lại mặt mộc nó xinh lắm, bé xinh gái lắm. Trang điểm lên tí nhìn như hot girl á. Nhưng mà mình lại thích kiểu mộc mộc vậy á. Để bữa nào mình cho bé nè, bé Hiền nè, bé Điệu nè, bé Tiêu, bốn bé hợp lại chắc vui lắm ha anh em ha. Anh em còn nhớ cái đợt mà mình ở Đà Nẵng mình làm biết bao nhiêu điều kinh khủng khiếp không? Nào là gọi là cầm 50 triệu đòi thịt bé Vi. Nào là đòi thịt cô chủ nhà. Mấy bạn nhìn sóng biển này cao khiếp chưa? Vô tới bờ luôn rồi nè. Cao vãi đạn luôn. Sợ quá. Ui. Ngập lên tới đây luôn rồi. Rồi mời các bạn lên bán đảo Sơn Trà cùng với cả mình nha. Cây này ngã hết rồi. Nói chung là không đi được nữa rồi các bạn. Đây nè bạn. Ui. Mùi lá cây á, mùi lá cây nó bị dày vò á. Cả đêm á toàn là mùi lá cây thôi. Nè. Này, đằng sau cái cây này ha, các bạn nhìn xa xăm ở đằng kia cũng có một hai cái cây nữa ngã. Nói chung là ngã chắn ngang đường hết rồi. Giờ chỉ có xe công vụ mới đi được thôi. Trên đó ngã nhiều không anh? Trên đó ngã cây nhiều không? Dạ dạ. Đây có lỗ này, xe này lọt nè. Xe chiến vậy. Ok, thì đây là sơ qua hình ảnh về Đà Nẵng sau cơn bão Noru đi qua. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình. Bạn nào thích để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ GoGo TV nha. Và bạn nào muốn gặp lại bé Vi á thì comment Vi ơi anh nhớ em, anh nhớ em, là mình sẽ làm clip cùng với cả Vi nha. Mình thì vẫn lưu số cô bé, thì mình chỉ muốn là xin số lại cô bé cho thì mình mới dám liên lạc thôi. Thì thực ra mọi giữa mình và Vi á chẳng có xảy ra chuyện gì cả, chỉ vì đơn giản là đó là những cái hình ảnh nó không có được tốt á, không có được tốt cho con gái về sau á, cho nên là mình xóa các clip ngày xưa mua xe của bé Vi á, chứ không thôi ấy rồi.
Đấy, vài bữa mình hỏi coi có cho đăng lại không, cho thì đăng. Đó là một cái series phải nói là rất là ấm áp trong mùa dịch luôn đó các bạn. Gặp cô bé rất là thích. Đến bây giờ thì hai anh em vẫn nói chuyện bình thường, chẳng qua là xa nhau cho nên không có quay clip với nhau. Giờ về lại với nhau rồi thì lại quay clip với nhau cho các anh em xem. Ok chưa? Đó. Cảm ơn anh em nha. Bye bye anh em.